Như nhân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời và đặc biệt là những người thân yêu trong gia đình và họ hàng của chúng ta, những người đã ra đi trước. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô Con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chép sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Khi ấy ông Giuđa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực tế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Amen.
suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lời Thiên Chúa con thờ. Những khát khao Chúa Trời thật là Chúa vinh sinh. Hồn con tới khi nào được tìm về, được ra trước nhan Ngài? Linh hồn con khao khát Thiên Chúa trường sinh. Nhớ những khi cháy hồi về đền thánh Chúa xưa, hòa muôn tiếng reo vui, từng đoàn người cùng nhau nức từng bờ. Chúa đoái thương phải gửi sự thật với anh quang, hầu soi dẫn con đi về đền thờ và lên núi thành Ngài. Linh hồn con khao khát Thiên Chúa trường sinh. Tiến bước lên tế đàn được gần Chúa xiết vui, đàn lên sướng ca bối rối chi hỡi hồn, phận mình chớ xót xa, cậy trông Chúa luôn đi, tung mừng Ngài là Thiên Chúa cứu độ. Linh hồn con khao khát Thiên Chúa trường sinh. Bài chức sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây, ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và là Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa ơi, tình quân của cha con là hết những ai tin vào tôi sẽ được sống muôn đời, và ngày sau hết tôi sẽ cho họ phục sinh. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Martha đáp: Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, hàng năm cứ đến ngày mùng 2 tháng 11 là giáo hội chúng ta có một truyền thống hết sức tốt đẹp và cao quý, là kính nhớ đến các tín hữu đã qua đời, đặc biệt dành ngày hôm nay để cầu nguyện cho tất cả những anh chị em Kitô hữu chúng ta, những người đã ra đi trước. Truyền thống tốt đẹp này đã có từ rất lâu rồi. Như ngay trong bài đọc 1 chúng ta thấy trong sách Maccabê, thời sách Maccabê là giai đoạn đó cũng khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai gì đó trước công nguyên, là họ đã có ý tưởng là cầu nguyện cho những người đã qua đời vì xác tín rằng là họ sẽ sống lại. Ông Maccabê quyên góp được 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta hay xin lễ đó, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là những tập tục đã có từ rất lâu đời. Tiện đây tôi cũng xin mở ngoặc một chút. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, cho các những người đã qua đời. Chúng ta xin lễ, dĩ nhiên thánh lễ là lời cầu nguyện cao trọng nhất. Nhưng mà dĩ nhiên là tiền không thể mua được ơn cứu độ. Tiền có dâng nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì chắc chắn là không thể nào mua được ơn cứu độ. Nhưng tại sao chúng ta vẫn giữ cái cách thực hành rất là tốt lành là xin lễ cho các linh hồn, cho những người đã qua đời thì đúng hơn. Khi chúng ta nói linh hồn á, có lẽ là nó không được đúng lắm, nhưng mà tôi không hiểu là tại sao đã bao nhiêu đời nay chúng ta cứ hay nói là cầu cho linh hồn này, linh hồn kia, linh hồn Giuse, linh hồn Maria, vân vân và vân vân. Chứ đúng ra đó là chúng ta cầu nguyện cho cái người đó, chứ không phải là linh hồn không. Nếu mà linh hồn không là chúng ta có nguy cơ rơi vào nhị nguyên. Nhị nguyên là gì? Nhị nguyên là chúng ta tách biệt thân xác với lại linh hồn. Chúng ta coi hai cái là độc lập và chỉ ráp lại thôi. Bây giờ tách ra,
thì cũng đúng là khi là chết thì là linh hồn xuất khỏi xác. Nhưng chúng ta tin là con người chúng ta là một thể toàn vẹn, là một con người. Và chúng ta vẫn tuyên xưng ở trong kinh tin kính đấy thôi, nghĩa là chúng ta tin xác ngày sau sống lại. Có nghĩa là chúng ta phải cầu, là cầu cho cái người đó luôn, chứ không phải chỉ là cầu cho cái linh hồn đó không thôi. À, có lẽ là tôi nói đi, ông bà chị em nghe có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng mà đúng là phải là như vậy. Nghĩa là chúng ta cầu là phải cầu cho toàn bộ người, cái người đó, con người đó. Chúng ta trở lại cái ý tưởng là về vấn đề xin lễ, cầu nguyện. Cách thực hành đó rất tốt. Không phải là chúng ta lấy tiền đó để mua ơn cứu độ. Không, chắc chắn là không. Ơn cứu độ là nhân không, Chúa thương, Chúa ban. À, nhưng mà cái việc xin lễ cầu nguyện cho các người đã qua đời đó là thể hiện cái tình yêu của mình đối với người đã qua đời, tình yêu thương và sự hiệp thông của chúng ta với họ. Đây lại cũng là một điểm khác trong kinh tin kính. Tôi tin các thánh thông công, đúng không ạ? Chúng ta có tuyên xưng mà, cứ hàng chủ nhật là chúng ta tuyên xưng các thánh cùng thông công, là cùng hiệp thông với nhau. Giáo hội Vinh Thắng, giáo hội Lữ Hành và giáo hội Đau Khổ đều là một giáo hội. Chắc quý ông bà anh chị em biết những cái danh từ đó chứ ạ. À, giáo hội Vinh Thắng là thiên đàng, giáo hội Lữ Hành là chúng ta đây, chúng ta là đang lữ hành, đang trên đường, và giáo hội Đau Khổ là các anh chị em trong luyện ngục, những người đã qua đời. Đó là chúng ta thể hiện cái tình thương của mình đối với họ. Chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ, cho ông bà, là chúng ta nhớ đến họ, chúng ta thương yêu họ, chúng ta cầu cho họ, và cũng nói lên cái sự hiệp thông gắn kết của mình với những người đã qua đời. Bởi chính cái tình yêu và cái sự hiệp thông đó mà chúng ta đem Chúa đến cho họ đó, thưa quý ông bà anh chị em. Tại Chúa là tình yêu, đúng không ạ? Chúa là hiệp thông. Đó, khi chúng ta cầu nguyện xin lễ cho các linh hồn là như vậy. Chúng ta đem Chúa đến, đem Chúa là đem sự sống thật đến với họ, và chúng ta cộng tác với Chúa mà giúp đỡ họ, đem họ vào trời mới đất mới, như ở trong bài đọc 2 chúng ta nghe sách Khải Huyền Thánh Gioan. Trời mới đất mới, nói đến trời mới đất mới, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc nhở chính bản thân mình. Đôi khi chúng ta cứ gọi là loay hoay trong cái tình trạng cũ kỹ của mình hoài, chúng ta không bước ra được. Có những tật xấu, tại sao nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại? À, chúng ta không có đủ quyết tâm, và chúng ta thiếu cầu nguyện. Phải nói thẳng là như vậy. Chúng ta xin Chúa giúp ta, giúp sức con, và quyết tâm dốc lòng chừa. Đó, những anh chị em mà còn ở đang trong luyện ngục là họ cũng vì đã sống nhiều năm, nhiều tháng trong cái tình trạng cũ kỹ của mình. Những yếu đuối tội lỗi quay đi quay lại mãi không thoát ra được. Rồi cái cách nhìn về Thiên Chúa, cách nhìn về con người là hết sức là cũ kỹ, trong khi Thiên Chúa chúng ta lại rất mới. Thiên Chúa quả thật là Ngài rất xưa, nhưng mà Ngài cũng là rất mới, thưa quý ông bà anh chị em. Xưa ở đây là Ngài đã có từ trước khi vũ trụ này được tạo dựng, dĩ nhiên là Ngài có lâu lắm rồi, xưa lắm mà, nếu mà tính theo thời gian là rất xưa. Nhưng Thiên Chúa cũng rất mới. Trời mới đất mới là thuộc về Thiên Chúa.
Nếu chúng ta giữ cái đầu óc hẹp hòi, không mở ra cho những cái khả thể mới, rõ ràng là chúng ta chưa thuộc về Thiên Chúa thật sự. Chúng ta nhìn anh chị em chúng ta rất hạn hẹp, chúng ta đóng khung anh chị em mình. Ai có cái lỗi gì là chúng ta đem ra, chúng ta bàn tới bàn lui, hay là người ta đang cố gắng người ta thay đổi rồi, chúng ta lại cứ đem ra tiếp tục chiếu phim cũ. Con người chúng ta hay có cái thói là thích chiếu phim cũ, nói lại chuyện cũ. Vợ chồng đụng độ nhau là lại lôi lại chuyện cũ ra nói. Không có mới, không mới được. Không có nhìn anh chị em mình mới được. Trời mới đất mới, chúng ta được mời gọi để bước vào trời mới đất mới. Không phải là chờ cho đến lúc chết rồi chúng ta mới thấy trời mới đất mới, hay là đến ngày tận thế mới thấy là trời mới đất mới đâu. Trời mới đất mới là bắt đầu ngay từ hôm nay rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Do cái cách chúng ta sống với nhau đó. Chúng ta có thực sự sống hay chưa? Hay là chúng ta chỉ là sống ở một cái mức vừa phải, vừa đủ? Nghĩa là không có thực sự sống hết mình, không có thực sự sống hết lòng cho Thiên Chúa và hết tình với anh chị em mình. Chúng ta vẫn cứ ích kỷ, nói thôi tôi sống vậy đủ rồi, tôi chỉ biết tôi thôi, tôi biết gia đình tôi thôi, tôi chả biết ai. Hay lắm được chút là biết được giáo xứ tôi, nghĩa là bắt đầu tham gia giáo xứ một chút. Còn nếu không thôi khỏi, dẹp, không để ý gì hết. Đó, đôi khi chúng ta cứ ở trong cái tình trạng cũ kỹ hoài, chúng ta không có thể bước qua trời mới đất mới được. Trời mới đất mới là nơi Thiên Chúa ngự, là Thiên Chúa hằng sống của chúng ta. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói rất rõ: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Anh chị em có tin như thế không? Tôi xin thay đổi một chút. Trong khi là Chúa Giêsu chỉ hỏi bà Martha, bây giờ câu hỏi đó đặt ra cho chính bản thân mỗi người: anh chị em có tin là như thế không? Tin vào Thầy Giêsu là sao? Tin không phải chỉ là tin ở nói ở môi ở miệng, mà nó thể hiện ra một cái cách sống niềm tin của mình. Dù đã chết nhưng sẽ được sống. Hay là ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ phải chết. Dĩ nhiên con người thể xác chúng ta ai rồi cũng sẽ phải chết một lần. Nhưng mà cái chết và cái sống ở đây á, ở các cái tầng ý nghĩa khác nhau, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta. Chết nhưng mà vẫn sống. Chết là chết thể lý, nhưng mà sống là sống đời sống tâm linh, sự sống đời đời. Nói một cách cụ thể cho quý ông bà anh chị em dễ hiểu, có phải là ở trong gia đình mình có những người chúng ta thật sự là yêu thương, và khi người ta chết đi rồi thì hình ảnh của họ vẫn ở trong chúng ta, phải không ạ? Chúng ta vẫn nhớ đến họ, chúng ta vẫn nói về họ với lòng yêu mến. Đó, họ vẫn sống đấy thôi. Có nghĩa là thể xác thì không còn hiện diện nữa thật, nhưng mà đấy, chính cái tình thương gắn kết chúng ta lại với nhau, cái mối hiệp thông đó, làm cho họ vẫn sống. Nên hôm nay chúng ta dâng lễ để cầu nguyện cho các linh hồn
Thực sự ra chúng ta nói linh hồn là phải nói là nói toàn thể cái con người đó, như hồi nãy tôi có nhắc với ông bạn chị em, chứ không phải chỉ cầu cho linh hồn không. Cầu cho các tín hữu đã qua đời, nếu mà nói như vậy mới chính xác hơn. Chúng ta cầu cho các anh chị em đã ra đi trước chúng ta, mà chúng ta cũng được nhắc nhở, chúng ta cũng được nhắc nhở, lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy biết đổi mới con người cũ của mình đi, và dám sống mở ra cho những khả thể mới, vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống, mà sự sống thì vô cùng linh hoạt và phong phú. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội Thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đặng linh hồn nơi luyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh dạy. Đức Giêsu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Chúa đã cho Người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội và nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã lìa cõi thế, đường Chúa thứ tha mọi tội lỗi để có thể hưởng vinh quang thiên quốc muôn đời. Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là việc bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sốt sắng và thường xuyên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Maria, Anna, Micae, Phêrô, Gioan, tổ tiên nội ngoại và các linh hồn, và hiệp ý với một người xin như ý. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên quốc. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Hiến dâng diệu bánh thánh.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh Thánh Chúa và như lời cho chúng ta cùng bàn theo Thánh Người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là thiên cha. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa, một mình Người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế, hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nôm vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng,
và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lạy nguyện Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để giao hòa với Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tín Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Phaolô chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lớn vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cuộc sống chôn trần ai đổi thay luôn mãi, đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên, tựa như thoáng mây trôi nhân trần luôn mãi đổi rời, lòng con mãi băn khoăn chôn ba đào con biết trông ai. Sức sống của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi mùa xuân không hoa, suối nguồn năm tháng chẳng vơi. Đời sao mãi tranh vênh, con đường sao mãi gập ghềnh. Vào những phút đau thương, sức thiêng nào nâng đỡ cho tôi. Xin con xin phó tha hồn con trong tay Ngài,
chung, và trong bóng đêm thâu ai soi đường cho bước chân tôi. Xin con xin Phó Thân, hồn con trong tay Ngài, Ngài là đấng vì chúng mà tất mừng tự tạo. Nguồn cứu thoát của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi thành đô kiên vững, cho hồn tôi đến tựa nương. Dù bão tố phong ba, tôi nào đâu hãi sợ gì, vì Chúa kịp ra tay lúc tôi vừa lên tiếng kêu xin. Xin con xin Phó Thác, hồn con trong tay Ngài, Ngài là đấng quý trung và giấc mơ tự do. Người Phó Thác cậy trông ở nơi Thiên Chúa, khi trời lên hoa lá muông chim, tay Ngài săn sóc độ trì, thì mỗi bước ta đi Chúa nhân hiền dõi mắt yêu thương. Xin con xin Phó Thác, cuộc sống chôn trần ai đổi thay luôn mãi, đâu là nơi êm ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa như thoáng mây trôi, nhân trần luôn mãi đổi rời, lòng con mãi băn khoăn, chôn ba đào con biết trông ai. Con xin Phó Thác, hồn con trong tay Ngài, Ngài là đấng vì chúng và giấc mơ tự do. Nguồn sức sống của tôi ở nơi chẳng vơi, đời sao mãi tranh vênh, con đường sao mãi gập ghềnh. Vào những phút đau thương, sức thiêng nào nâng đỡ cho tôi. Xin con xin Phó Thác, hồn con trong tay Ngài, Ngài là chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng, xin mở lượng từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời. Nhờ bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin mọi người cúi đầu nhận phép lành.
Thiên Chúa là nguồn mọi sự an ủi, đã lấy lòng nhân từ khôn ta mà tạo dựng con người và cho các tín hữu được hy vọng sống lại trong sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống được ơn tha tội, và cho mọi người đã qua đời được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng ta tin thần Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết. Xin cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc với Người đến muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.